mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip được camera an ninh ghi lại cảnh một người làm rơi bọc tiền 59 triệu đồng trên quốc lộ ở Đồng Nai. Người dân chứng kiến lao ra nhặt hết. Chiều ngày 26 tháng 2, chị Lương Thị Thủy cho biết một người trong công ty có quốc tịch Hàn Quốc đã cầm theo bọc tiền chứa 59 triệu đồng để đi trả lương. Người này đã treo bọc tiền ở bên ngoài chiếc ô tô nhưng sau đó quên cất vào bên trong. Đến khi xe dừng lại thì phát hiện bọc tiền đã không còn nữa. Khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, có một số người dân cho biết camera an ninh đã quay lại được cảnh nhiều người nhốn nháo lao ra nhặt tiền tại khu vực quốc lộ 51 đoạn qua xã An Phước, huyện Long Thành, từ khu công nghiệp tới bò sữa Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tôi là thông dịch viên của người Hàn Quốc điều khiển chiếc xe ô tô, hy vọng là sự việc được đăng tải thì mọi người có thể mang trả lại vì đó cũng là số tiền lớn, chị Thủy chia sẻ. Hiện tại, một số fanpage chia sẻ câu chuyện cùng hình ảnh tại thời điểm xảy ra sự việc và nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.